Anh ơi, nếu anh không phiền, anh có thể kể về người theo độ anh được không ạ? Được em, nhưng mà mọi người ơi, em nói trước là tại vì em sống rất là tâm linh, tại vì thần tượng lớn nhất đời em chính là chú Hoài Linh, cho nên em sống rất là tâm linh, cho nên đây sẽ là một cái video tâm linh. Và mọi người, nếu như mọi người ai không thích thì hoặc là không tin á, thì mọi người có thể lướt ngang, chứ đừng có vô đây comment lời này lời nọ, mất công mang nghiệp ha. Đó, thì người theo độ anh á, là anh được mẹ Quan Âm, thứ nhất là mẹ Quan Âm độ mạng. Tại vì anh có xăm cái dòng kinh Ơn Mani Bát Mê Hồng này là dòng kinh của mẹ Quan Âm, và tâm của anh là hướng thiện, cho nên là anh được mẹ Quan Âm độ mạng. Người thứ hai là bà của anh, và người thứ ba đó chính là một thằng nhóc mà cái khoảng năm 2017 á, là tại vì á năm 2017 mẹ của nó đi sanh xong cái mới đem nó theo, thì không biết làm sao cái lý do tại sao, nguyên nhân tại sao mà nghe nó có vấn đề được bỏ hộp cơm hay là cái gì đó mà nó té từ trên tầng 1 của bệnh viện, té xuống thì chấn thương sọ não chết, thì nhà nó đi làm mướn đó, là rất là nghèo cho nên là không có tiền mai táng. Thì khi mà mẹ của anh về, cho nên lúc đó là anh đang ngủ, thì khi mà anh hay rồi anh thức dậy á, thành đi qua anh có đứng trước cái chỗ mà cái xác của nó, anh có nguyện là nói là nhóc ơi, giờ anh xin phép anh chụp hình của em đó mà anh đăng lên mạng, anh kêu gọi đó, anh kêu gọi để mà lo mai táng cho em. Thì em không ngờ là cái khoảng thời gian đó cái bài viết của em nó không hot, nhưng mà em kêu người chị của em post thêm, là tại vì em nói chị ơi bây giờ cái này nó khổ lắm, chị giúp em với đó. Thì người chị của em là chị Nhung Ellie đó, thì bây giờ bác cũng mua đất mua nhà mua xe rồi, nói chung là làm việc thiện là nhận lại phước báo đó. Đó, nhận lại cái phước á. Đó, thì lúc đó bà post lên thì không ngờ là cái hiệu ứng nó rất là tốt. Mọi người có tin không? Xe hơi nè, rồi ở ngoài ngoài vùng ngoài người ta chuyển tiền vào, tổng cộng sau cái đám tang đó là gần 200 triệu. Đó. Thì sau cái ngày hôm đó thì em đi coi bói, em rất là thích đi coi bói, thì khi mà em đi tới thầy bói nào cũng nói bây giờ nó theo mày rồi đó. Giờ nó theo nó độ mày luôn rồi đó, tại vì mày là người đứng ra kêu gọi, mày là người đầu tiên khởi xướng cho cái việc kêu gọi để mà lo cái đám tang cho nó, mà bây giờ lo chu toàn rồi mà nó còn một phần tiền để lại cho cha mẹ nó, coi như nó trả hiếu á, là bây giờ nó theo độ mày rồi đó. Chiều mày đi ra trước nhà cái mày cho nó một hộp sữa, mày kêu tên của nó về, thì lúc bèn bé nó chết là nó 3 tuổi, tới bây giờ như là cũng 6 7 tuổi gì rồi. Đó, nó cũng 6 7 tuổi gì rồi thì tới tận bây giờ nó vẫn còn theo anh. Đó, bây giờ anh mà có việc, nói chung là anh mà có cái gì là anh kêu tên nó là đều thuận lợi thành công thật sự luôn. Bởi vì á, em nói thật với mọi người, nhà em làm thờ Phật rất là lớn, với lại là bàn thờ thần tài tổ địa, nhà em cực kỳ thiên đó, với lại em có người theo độ luôn, cho nên nó là ai mà hại em á, em không làm gì ai mà hại em là em ra em đốt nhang thật sự, hoặc là tâm em mà nó mà bất an đi là em sẽ ra em đốt nhang. Bây giờ em mà đi coi thầy đâu, người ta cũng nói là hàng năm mày lựa một cái ngày nào đẹp đó, rồi mày làm đám giỗ cho nó, mày đốt quần áo giấy tiền vàng bạc với lại tập sách cho đi học, tại vì bây giờ nó cũng lớn rồi. Thật sự bây giờ nó ở trước cửa nhà em á, tại vì nó không phải là dòng họ nhà em cho nên nó không có vào nhà được, với lại nhà em thờ Phật, với lại có cái bát quái trừ ma cho nên là nó không có vô nhà em được. Chứ hiện tại nó đang lẩn quẩn ngoài trước trơn, bởi vì ai hại em mà không có sợ, người hại không mất, trời hại mới mất.